Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay em đục lên cho anh em một clip gồm 9 cây câu nha anh em. 9 cây này là 9 cây cần carbon. Có cây số 1 á, là cây cần phép thôi. Phần còn lại toàn bộ là cần carbon. Có cây này 3 khúc 3m3, cứng 200 cho anh em đánh tiêu nha anh em, đánh tiêu săn hàng. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không chấm clip lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Để lên cây thứ nhất cho mọi người tham khảo. Cây thứ nhất là một cây cần phép nha anh em, cần phép cần rút đó. Cây này thì hàng nội địa nha mọi người, hàng nội địa cứng tầm 50 nha, cứng tầm 50 đó. Phôi này là phôi tay qua BG đó, cây này dài 2m1, bát là bát tay qua nha anh em, bát kẹp inox, ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em đó. Phen nó đây, phen là dạng phen biển nha anh em đó, phen biển đó. Chắc lẽ là chất liệu phép đỏ nha mọi người. Tiếp đỏ. Cái này thì nặng là 320g, đọt là 2 ly, cứng 50. Đó, phen đây, phen hãng đó nha mọi người, phen full. Đó, phen hãng luôn. Cái này giá 300k anh em, cây này giá 300k cộng ship anh em câu cha, câu chép, câu lăn xe lấy cái này về. Đó. Rất là nhỏ gọn vừa nha anh em. Đó. Rồi, cây thứ nhất 300k cộng chip. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần cắm gốc, chuyên cho anh em đi câu ghe tàu bè. Đó. Cây này 1m5. Đó, 1m5, chất liệu là chất liệu carbon. Dạng này thì phen thường nha anh em, phen thường. Phen thường bát thường luôn. Cần loại hình còn rất là ok anh em, còn khá mới á, độ xuất sắc nó hình như là không có luôn đó, rất là ít luôn. Cây này thì nặng là 250g, đọt là 2 ly 7, độ cứng ra tầm khoảng 100 đến 120 nha mọi người, 100 đến 120. Cần này cần cắm gốc, anh em săn hàng đánh ghe tàu bè thuyền nè, đánh cái này đánh rất là ok nha mọi người. Đẹp. Rồi, cây này có giá công khai là 350k cộng ship nha mọi người, 350k cộng ship, cứng ngắt luôn đó. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 sẽ là một cây cần súp nha anh em, súp hàng hải đây qua hàng hai da. Cây này là một cây súp 23m6 đó, cứng CX nha mọi người, 23m6 cứng CX. Hàng này của Korea xuất Nhật nha anh em, Korea xuất Nhật, hàng hệ hai da carbon. Ngoại hình thì có xuất sắc nhẹ anh em, xuất sắc nhẹ. Bass là bass Fuji Japan. Đó. Đây Super Power. Phen là phen Fuji. Đó. Phen Fuji bass, bass Fuji luôn. Đó. Sẵn hai da nha. Sáng hai giờ đọt nó anh em, rất là ok nha. Đây nó phen là phen Fuji nha anh em, cực kỳ đẹp, không có nứt bể gì hết đó. Hàng nguyên phen sẵn hai giờ. Cây này thì chia cho anh em câu lăn xê, câu chép, câu tra đó. Cây này thì thu gọn 100 cm anh em, nặng là 280g, đọt là 2 ly 2, độ cứng nó ra tầm khoảng 50-80 nha, giá là 1 triệu anh em, giá 1 triệu cộng ship nha. Cây số 3 giá 1 triệu cộng ship, hai da nè, một lóng lóng đọt thì nó không sẵn đâu, lóng đọt thì nó sẽ sẵn chìm nha anh em. Đó. Hàng cực kỳ ok luôn đó, bao lỗi lầm, cho anh em kiểm tra hàng chính thanh toán luôn. Rồi, cây số 3 giá 1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây hàng của Olympic nha mọi người đó, hàng Olympic, hàng Olympic có xuất sắc đấy nha. Có xuất sắc nha mọi người,
được cái là cây này nó sở hữu dòng phen này, dòng phen Pulsisit nha. Đó, đang xì lì luôn, bóng lưỡng luôn nha anh em. Đó, dòng phen Pulsisit cực kỳ đẹp luôn, cán này cán bằng. Cây này cứng 50 dài 3m nha mọi người, cứng 50 dài 3m. Chất liệu này chất liệu carbon pha nha. Đó, chất liệu carbon pha. Phôi cực kỳ dày luôn. Đó, phen này là phen Pulsisit, hạn chế em mòn. Đó, cực kỳ đẹp nha mọi người. Bát là bát Pulsi nha, bát Pulsi. Cây này thì nặng là 440g, đọt là 3 ly 3. Đó, nặng 440g, đọt 3 ly 3, cứng 50. Dạng cho anh em câu cha, câu chép, câu lăn xe nha. Rồi, giá công khai cái này là 800k nha mọi người. Hàng cực kỳ ok. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là hàng hệ của Đài Hoa nha mọi người. Đó, một cây hàng hệ Đài Hoa. Rồi, hàng sắn ít thay da nha anh em. Sắn dạng sắn quẩy cá Holy Lock. Sắn quẩy cá. Cái này cứng 50 dài 3m6 với 10, cứng 50 dài 3m6, hàng Đài Hoa. Đó, buông nó đây. Đó, phen là phen Fuji, bát là bát Đài Hoa. Bát Đài Hoa Fuji nha mọi người. Hàng ngoại hình còn khá ok á, đẹp đẽ sạch sẽ luôn. Đây, bát Đài Hoa Fuji, phen là phen Fuji. Đó, đây nè, đóng chữ Fuji. Ngoại hình cực kỳ ok. Cây này anh em đánh lăn xê nè, đánh cha đánh chép thoải mái, câu biển cũng được. Carbon Wicker, sẵn hai da, sẵn lên gắn. Cây này thì nặng là 280g, đọt là 2 ly, cứng 50, dài 3m6, giá 1.1 nha anh em. Đó, hàng chia anh em câu cha chép đánh lăn xê. Ngoại hình còn ok, không độ chế gì hết nha mọi người. Đó, không độ chế gì hết, tất cả các phen là ok hết. Anh em mua hàng thì anh em được quyền kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi mà không trong clip nha, lên đó thì anh em trả về cho em. Tiếp theo sẽ là một cây bạo lực, một cây đánh biển cho anh em nha. Cây này là một cây cần của Alpha Tackle. Cần hàng Alpha Tackle đây, anh em thấy bộ phen đây, đó, bộ phen cầu, phen biển nha anh em. Đó, bát Fuji. À, cây này dài 2m7, cứng 150 nha anh em, dài 2m7 cứng 150, hàng Alpha Tackle Made in Korea. Cây này xuất Nhật nha mọi người, cây này xuất Nhật. Đó, ngoại hình nó có xuất sắc một tí nha anh em. Đó, về anh em đánh là thoải mái luôn, dạng này dạng trâu bò rồi. Đó, keo nó còn rất là chắc nha mọi người. Đó, ngoại hình có xuất sắc. 2m7 cứng trong gữ, bộ phen biển này thì khỏi chê vào đâu hết, cực kỳ cứng nha anh em. Anh em về đánh bầu lực là khỏi chê, đánh cha bầu lực nè anh em, về câu biển cũng được. Đó, cần này thì bao nãy cá bao nãy à, đây nó xước cho này anh em. Đó, cái phần này là phần xước xác nha. Đó, cần xước xác, em báo xước xác. Phen thì ok anh em, không nứt bể gì hết. Đó, bù là bù chống sắn luôn, phen biển nha. Cây này thì nặng là 400g, đọt là 3 ly 7, cứng 150, dài 2m7, giá là 1.2 nha anh em, giá 1.2. Đó, anh em về đánh bạo lực, đánh cha, đánh chép, đánh ngát, câu biển. Thông số này thông số cực kỳ lý tưởng như này, đánh bạo lực nha. Đó, rồi giá công khai 1.2 nha mọi người. 6 cây số 6 1.2. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây hàng hệ nha anh em, hàng hệ. Cây này là một cây hàng gỗ mịt. Đó, chất liệu là chất liệu carbon. Phen là phen Fuji lá nha mọi người, phen Fuji lá. Đây, cực kỳ ok luôn. Đẹp đẽ sạch sẽ luôn. Đó,
càng ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Fuji lá ngoại hình cực kỳ mới luôn. Thấy không? Cực kỳ mới nha mọi người. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Đó. Cây này thì cứng là cứng 30, dài 3 mét. Đó, hàng này cứng 30, dài 3 mét. Thì anh em câu cha, câu chép đến lăng xê thoải mái. Đọt dạng này, đọt phen lá, đạn dạng đánh rất là cảm giác mọi người. Đó, test đọt cho anh em xem luôn. Càng ngoại hình còn rất là đẹp nha. Đó. Phen thì ok hết, chỉ thì nguyên zin. Hàng Romit, cây này 30, dài 3 mét. Tem xuất Nhật đầy đủ nha anh em. Cây này của Korea nha. Keo còn bóng lưỡng. Cây này nặng là 300g, đọt là 2 ly 3, cứng 30, dài 3 mét, giá 1,3 triệu nha mọi người. Đó, cây số 7 giá 1,3 triệu. Cực kỳ đẹp nha. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là cây hàng hệ cho anh em đánh tiêu nha anh em. Đánh ba tiêu, đánh biển, đánh bạo lực. Đây bộ phen là bộ phen Fuji nha anh em, phen Fuji, phen đề ba nó đây, phen các hàng lại phen cầu hết nha. Chất liệu là các con sắn chìm nha anh em, coi nó cực kỳ dày luôn. Bu là bu chống sắn luôn, bu chống sắn Fuji, coi nó cực kỳ dày nha mọi người. Ngoại hình thì có xuất sắc thôi. Cây này thì không có tên nhưng mà có tem nội địa nha mọi người. Cây này cứng, độ cứng ra tầm khoảng 250-300 nha. Độ cứng 250-300. Đó. Carbon nha, carbon. Phen cầu, phen biển, đánh bạo lực, đánh ba tiêu. Đó. Ba khúc nha. Cây này dài 3m1. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Dài 3m1. Ngoại hình thì xuất sắc rồi, khỏi bàn. Đó. Đây, xuất sắc nha anh em. Nó giống như là nó chốc lớp sân bóng thôi. Nó không xuất sắc gì nhiều. Cây này thì nặng là 700g, vì cái gốc này là gốc đối trọng nha. Đó, gốc đối trọng khá nặng. Hai cái này thì nhẹ rồi, không nói. Gốc này gốc đối trọng nha. Đọt là 4 ly, cứng 200 đến 250 đến 300. Dài là 3m1. Cứng 250 300. Giá 1,7 triệu nha mọi người. Giá 1,7 triệu, cây số 8, giá 1,7 triệu. Anh em đánh ba tiêu nè, đánh bầu lực, đánh gần, đánh biển thì lấy cái này đánh. Đó. Dạng này thì cẩu cá mà tầm khoảng 10 kg nắm đầu dễ lên. Đó, phen Fuji nha anh em, Fuji biển. Hàng cực kỳ đẹp nha. Nói chung thì đẹp thì cũng không đẹp gì lắm đây, nó xuất sắc đây, nó chốc lớp sân bóng thôi, không ảnh hưởng gì hết. Rồi, giá công khai cây số 8 giá 1,7 triệu nha. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây cần cho anh em chiên lua gần. Đó, anh em có thể thấy nó sắn nè. Sắn như con rắn. Đó. Cây lua gần này là một cây cần 3m, để xem 3m. 3m6 nha anh em, 3m69. Đó. Đọc đúng thông số cho anh em luôn. Đó. Cây này là một cây hàng của Ryobi, Seabass. Đó, Ryobi, hàng nội địa nha anh em. Phen là phen Fuji Seed nè anh em. Đó, cực kỳ bóng luôn. Đây, hàng sẵn nha anh em có thấy. Điện thoại lấy nét khó quá. Anh em có thấy nó sắn từ đầu đến đít luôn á. Bu xít luôn nha anh em. Bu xít luôn. Bóng lưỡng. Cây này dài 3m6, độ cứng là độ cứng H nha mọi người. Dài 3m6, độ cứng H. Đây, thông số của nó đây. 120, 3 khúc, độ cứng H. 12 là nhân 3 anh em. 3m6, 12 feet. Hàng cực kỳ ok nha mọi người, hàng cực kỳ mới bóng luôn. Sắn cuộn cuộn, sắn như con rắn. Cây này anh em đánh gần, đánh biển nè, đánh con này đánh. Thôi anh em lấy lua lóc cũng được,
lô lóc lô chẻm. Anh em thấy với góc độ này thì nhìn nó sắn nè. Rồi cho anh em xem. Đây anh em thấy thấy nó sắn đây. Nó sắn tới ngọn luôn á. Cây này thì nặng là 350 g, đọt là 1.9, độ cứng hắc, giá công khai là 1.6 triệu nha anh em, 1.6 triệu. Fan là fan Fujitsu nha, bóng lưỡng luôn, đen xì lì. Cực kỳ đẹp nha anh em, ngoại hình xứ xác rất là ít nha anh em. Buông nó đây, nguyên zin nha. Cái này nguyên zin từ A đến Z rồi. Không còn gì phải chối nữa. Rồi, giá công khai 1.6 triệu nha mọi người. Cây số 9. Anh em, nếu anh em có thể ưng, có thể chốt cái nào để em số điện thoại em có thể tự động liên hệ với anh em. Anh em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán hết nha. Rồi, cảm ơn anh em.